Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình VST trên Switch Maipu. Maipu VST là viết tắt của Virtual Switching Technology, là một công nghệ cho phép kết hợp nhiều switch vật lý thành một switch logic duy nhất để tăng tính dự phòng cho hệ thống mạng. Công nghệ này tương tự như Stackwise của Cisco hay là VSF, VSX của Aruba khi các switch được cấu hình VST thì nó sẽ được quản lý như một suite duy nhất và các bạn có thể cấu hình port channel giữa các suite khác nhau. Do đó thì VST sẽ giúp các bạn giảm thiểu đau tham trong mạng, đơn giản hóa việc quản trị và tăng băng thông. Để cấu hình VST thì các bạn sẽ cần phải cấu hình VST domain trên cả hai switch và VSL channel. VSL channel là virtual suite link sẽ giúp các bạn định nghĩa cổng nào sẽ được sử dụng làm cổng stack cho VST Mình đang sử dụng hai switch Maple S3330 để demo cho các bạn. Dòng S3330 sẽ có 4 cổng quang 10 gb để cấu hình VST. Thông thường chỉ các cổng quang 10 gb trở lên mới hỗ trợ VST. Các bạn có thể xem bằng lệnh show switch vsl channel capability. Switch sẽ liệt kê những cổng trên switch mà chúng ta có thể sử dụng để cấu hình stack. Mình sẽ cấu hình hai cổng 51 và 52 trên cả hai switch còn hai cổng 10G 49 và 50 thì mình vẫn sử dụng làm cổng uplink cho mạng trong trường hợp các bạn có cả cổng 10G và 40G thì các bạn nên ưu tiên các cổng có băng thông cao như 40G để làm cổng VST và tối thiểu sử dụng hai link trở lên vì VST cần xử lý nhiều gói tin giữa hai suýt. để cấu hình VST thì các bạn vào mode config cấu hình device number cho suýt. Các bạn lưu ý là device number này sẽ khác nhau giữa hai suýt. Suýt này thì mình sẽ cấu hình là không. Chọn Yes. Cấu hình domain cho VST. Domain này cần phải giống nhau trên hai suýt. Tiếp theo các bạn cấu hình chỉ số Priority cho suýt. Suýt nào có Priority cao hơn sẽ làm suýt master. Mình sẽ cấu hình suýt 0 này là 255. quay lại mode config global và cấu hình các virtual switch link. Virtual switch link này chính là các cổng mà các bạn sử dụng làm cổng stack. Trong demo của mình thì mình đang dùng hai cổng 51 và 52. Trước tiên các bạn tạo virtual switch link channel trước. Mình sẽ tạo channel 1. Sau đó vào hai cổng mà các bạn chọn làm cổng stack cấu hình hai port này vào virtual switch link 1 vừa tạo. Sau khi cấu hình xong thì các bạn cần lưu cấu hình. Tương tự mình sẽ cấu hình trên switch 1. Switch 1 thì mình sẽ cấu hình là member 1. Domain 10 giống như switch 1. Priority thì mình sẽ cấu hình thấp hơn switch 0 để switch 0 sẽ là master. Các cấu hình khác thì tương tự switch 0. Sau khi cấu hình xong cả hai switch thì các bạn chuyển switch mode sang virtual trong uh, mode XZ. Hai switch sẽ khởi động lại. Các bạn chỉ cần chờ cho hai switch khởi động xong là ok. để kiểm tra thì các bạn có thể sử dụng lệnh show switch virtual switch không của mình với priority đã là master Trong trường hợp không thành công thì các bạn có thể sâu switch VSL Channel 1 để kiểm tra. Cả hai cổng stack này phải ở trạng thái up và ở Task thì các bạn mới cấu hình VST thành công được. Để xem lại cấu hình VST thì các bạn sử dụng lệnh sâu VST config. Switch sẽ hiển thị toàn bộ các cấu hình và thông số mà các bạn đã thiết lập. Các bạn có thể kiểm tra xem cấu hình có sai sót ở phần nào không. Khi mà cấu hình VST thành công thì các cổng trên Switch sẽ được ký hiệu theo Member Number mà các bạn đã cấu hình ở trên. Ví dụ mình đang cấu hình Member là 0 và 1 thì các cổng trên Switch 0 sẽ là G0 x 0 1 còn cổng trên suýt 1 sẽ là G1, sược 0, sược 1. Bình thường thì các suýt chạy độc lập, cổng sẽ ký hiệu là G0, sược 1, các bạn lưu ý phần này nhé. Còn lại các phần khác thì các bạn cấu hình tương tự như một suýt bình thường thôi. Ok, như vậy chắc các bạn cũng đã có thể tự cấu hình stack trên suýt mypool của mình rồi. Nếu mà các bạn có bất kỳ góp ý hay là thắc mắc nào thì cứ để lại comment để mọi người trao đổi với nhau nhé. Và hãy like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ Sen TV Shop bạn nhé.